là cửa cứu mà nãy vì sao hay là cửa cứu là cửa cứu hay là cửa cứu thì chú coi nó thương mẹ nó ghê không. Mẹ nó nằm trên người nó mà nó để im cho mẹ nằm. Để ngồi nó coi iPad. Coi nè, chỉ cho. Cái iPad của ba nó nè. Là cái iPad này, iPad của nó là iPad màu cam. Mà bây giờ nó không coi iPad của ba của nó nữa. Nó nói cũng muốn coi iPad của ba. Coi được không? Anh nói giống mày như là giống mày như giống mày như là hả cái điện thoại vậy đó, cái điện thoại iPhone 6 của nó không xài, nó đòi xài điện thoại iPhone 11 của mình. Coi được không? Mới bên lớn mà biết. Thôi chay à? Mới bị lớn mà biết phân biệt. Mới bị lớn mà biết phân giá chay. Mới bị lớn mà biết phân biệt đồ này kia. Mới ba sao? Phân biệt là đồ nào là muốn xài và đồ nào là không muốn xài. Đâu? Con kể chuyện cho cô chú thì sao? Hồi nãy sao? Nhăn răng cho cô chú coi coi đẹp không? Nhăn răng ra coi. Thank you. I love nose. What do you say, JD? I say please. Ai gì? Con nói con yêu mẹ, tiếng Anh nói làm sao? Con yêu mẹ. Ồ vậy hả? Tiếng Anh nói tiếng Anh coi. Nói tiếng Anh đây. Nói tiếng Anh con yêu mẹ đó làm sao? Hả? Mẹ. Làm sao? Dạ. Vậy. Ủa giờ đuổi ra hả? Có được không? Thôi cho mẹ nằm dưới chân của chay đi. Nằm dưới đùi nha. Thôi đi ba trợn không? Đây lấy điện thoại cho mẹ coi. Rồi đi lấy điện thoại mẹ đi. Con yêu. Sao con yêu ngồi đây có mình vậy con yêu? Hả? Chuyện gì? Sao? Ai cắn con? Chị cắn con hả? Chết bà hồn. Cắn sao để con coi. Cắn vậy hả? Đau hả? Con nói chuyện tiếng Việt cho mẹ nghe coi con nói sao. Con nói cô chú coi, mé cô chú coi. Nhìn qua đây mé cô chú, nhìn thẳng vô camera mé cô chú, ai cắn con? Chị cắn con. Chị cắn con không phải chị, con nói đi bạn. Bạn Audrey. Quay qua đây. Là gì cắn con vậy hả? Trời đất ơi, mà lý do tại sao Audrey cắn con? Biết rồi, biết cắn như vậy rồi, nhưng mà lý do tại sao Audrey cắn con? Audrey khóc hả? Audrey bây giờ phải đi ngủ á. Audrey phải đi ngủ con. Bye bye Audrey đi. Trời ơi.
A Trì mới nãy Ngọc mới ngồi Ngọc nghe điện thoại xong rồi cái mẹ của A Trì dẫn A Trì với Chay tới nhà Ngọc, tại vì hai đứa đang chơi nhau. Xong rồi cái hả Ngọc nói chuyện thoại, Ngọc cũng biết mẹ nó nói chuyện gì với chồng Ngọc á. Cái xong rồi Ngọc hỏi ủa sao mà ủa Chay đâu rồi, cái chồng Ngọc nói Chay tới quay lại đây nó chơi rồi. Tôi hỏi ủa vậy chứ bên tự nhiên về chi rồi đi đâu đi nữa. Ngọc à mời ăn đi con. Mà hỏi ủi tự nhiên về chi rồi đi nữa. Cái ba nó nói tại vì mẹ của Andre dẫn tới nói là Andre nó mới vừa cắn chay. Mẹ nó sợ quá trời luôn chạy đem tới mình. Cái chồng Ngọc nó trời đâu có sao đâu, nít hai tụi mấy cắn nhau chuyện bình thường, dành đồ chơi với mà. Ồ cắn con vậy hả? Cắn sao? Ồ trời ơi cắn vậy luôn hả? Dạ. Ui da mà con làm gì bạn cắn con? Bạn cắn con really hard. Bạn cắn con really hard hả? Nó nói bạn cắn nó mạnh lắm. Ai mượn con dành đâu chơi với người ta làm chi? Trời ơi, con nó ngồi trước nhà người ta mà nó ngồi kìa, coi được không? Ai mượn con cắn, con dành đâu chơi làm chi? Trời ơi. Ba cái chuyện đó bình thường mà chồng Ngọc anh nói là mẹ của Adri đó có vẻ rất là sợ hãi. Ui sao bà cái đồ gì? Sao? Ngồi đây làm sao? Kể mày nghe coi sao, cắn sao? Cắn vậy hả? Còn mấy cô chú đây nè. Còn mấy cô chú coi con muốn. Rồi cái cắn Adri cắn con vậy hả? Dạ. Đây coi cô chú thấy không? Đây coi cô chú vô video thấy không? Dạ. Thấy cái vết cắn không? Dạ. Đâu cái vết cắn đâu? Cái này của Adri mà. Dạ. Cái đó là con một con vịt xẹt ra hai cái cánh đó con. Ừ, nó kêu rằng cháy sky đó. Đi cháy đi. Mà mau mốt á, mày chơi biết sao không? Không có đọt. Chơi không có giành lộn đồ chơi với nhau nghe chưa? Chơi không có giành lộn đồ chơi với nhau. A Trì vô ngủ trưa rồi, thôi con cũng nên đi ngủ trưa đi chay. Hả? Giờ này là 5 giờ chiều rồi nè cô chú nè. Cái đó là giống y như là chú lùng hả dĩa con ơi? Chú lùng sao? Trời ơi Ngọc vừa đi tới nó cái Ngọc... Mặt gì đó hả? Mặt đồ bơi. Nó nói mẹ mặt gì đó, mặt đồ bơi. Rau. Thôi mệt quá. Ai há hoài mệt quá. Không phải con gì á, cái bộ râu của ông già đó, ông già đó, ông già có bộ râu đó. Thôi mệt ai há hoài. Cái lỗ tai á con. Cái lỗ tai. Cái nón á con. Cái đó, cái đó là cái gì con nói mẹ nghe coi. Cái đó là cái thao. Đúng rồi. Thôi đi về nhà mình nằm nghỉ ngơi coi iPad đi chứ tôi đi chơi từ sáng. Dạ thưa chị, cái đôi dép chị ơi. Hai đôi dép màu đỏ, màu hồng. Nó nghe nè, bây giờ mình về mình nằm mình coi iPad mình nghỉ ngơi đi, chiều tối mình ra mình đi chơi tiếp. Ha, leo lên cổ rồi mẹ cổng còng đi chợ trời mưa nè. Không sao. Rồi cái ghế của nó biết nó về qua nhà người ta để đây luôn rồi. Rồi có mẹ Adri cho nó bịch bánh để đây ngồi ăn bánh được không? Thấy Ngọc vừa chạy qua cái là cắn bạn cắn xà xè tay ra đưa cho. Chắc tao đập quá. Chay à. Sao ngu vậy? Hả? Con thấy Adri uống cái nước này là con phải nói Adri là không được uống mà tại sao? Mà tại sao con lấy cái nước này con ngồi đưa con bộ đưa lên miệng con uống là sao? Cái nước này nè uống không được, uống mà nước này bị đau bụng là bác sĩ mổ bụng đó. Nhớ không? Con có nhớ con coi bác sĩ mổ bụng lên bé không? Không có nhỏ thôi. Chay. À, trời đất ơi. Hả? Thôi mẹ, hơn chay này quậy quá không chơi nó nữa. Thôi đi về. Về đi kêu ông già. Ông già ơi. Ông già ăn chay đây, nó uống nước dơ nè ông già ơi.
đi về ơi. Bắt chị về ơi. Bắt đi. Dạ dạ. Con chay nó đang đứng nó dọc nước nó uống nước dơ nè con già ơi. To đi. Ôi trời chích. Con già tới, con già tới, con già tới. Con già tới. Con bé. Con bé đâu? Tới con lại con thơ con chu rít ra con thổi cái này nghe chay. Thôi thôi đừng đụng nữa chay. Hey, hey. One, two, three, let's jump. One, two, three, let's go. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great fall. One, two, three, let's go. Chạy đi. Đang nhé. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great fall. Go! Oh, JD, you're so good. I'm so proud of you, JD. So good. So proud. Aww. Aww. So cute. Feet more than that. It looks like it's that Port Huron one though. Fly bridge. JD, how's the water? Yeah, it's like a JD, lake. Nước lạnh không? A big, you know, like. Nước lạnh không? Nước ấm. Great lakes, not like a land lake like that. Nước lạnh không? Oh wow, you jumped out of the front of it? Alright! And then she swam all the way over to the side. By herself. By herself. Jump again! Now are you cold? Yeah. You gotta jump back in. You jumping back in and show Uncle? Okay, I'm watching. I'm watching, let's see you do it. You don't want to? You wanna jump off the front again? I don't think the puppies are going to jump okay, out. Okay, run! They're like, nope, we've had enough. Run! Daddy, daddy, daddy. Daddy? Go, run! Jump, run. Đi ra ngoài nắng đứng nó mới ấm con. Are you done? Đi ra ngoài nắng đứng nó mới ấm. Con đứng trong mát là nó lạnh đó. Are you going to go back out? Con xong chưa? Xong chưa hay là muốn tắm nữa? Xong. Xong rồi hả? She's done, baby. You're done already? Are you done swimming? Yeah. Is the water too cold? Nước lạnh à? Ok, mẹ mày thay đồ. Mày đi tắm bên kia. Mày đi tắm chạy. Mày đi tắm chạy chậm chậm. Mày kéo nước xong. Em hồn đi nương đi. Không quá. Thầy ơi nó thấy. Không. Kéo lên. Trời ơi nó thấy cô chú quay lên cái nó nói đi tắm chạy vòng chạy té dưới sông rồi té nó hát cái bài hầm tí đẹp xe đó nó qua rồi bây giờ lên không tắm nữa hả? Trời ơi giờ nó thấy cam đừng kéo lên để lạnh cô chú thấy mắc cỡ quá cô chú thấy mắc cỡ á. Oops sao dựa vô đầu vô đây? Yeah usually early in the morning. Hầm tí đầm tí xe on the water. Em đi tắm. Đi tắm gì nữa? Không, đi lên rồi là không có tắm nữa.